Sáng 18 tháng 9, thứ hai đầu tuần, trường tiểu học Suối Châu trong khu tái định cư Lộc An Bình Sơn tổ chức lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ. Đây là lễ chào cờ đặc biệt với cả thầy, cả trò và cả phụ huynh. Bởi sau hơn 1 năm học phải đi học nhờ, hơn 400 học sinh đã được học ở trường mới, lớp mới. Chỗ mới thì em thấy nó gần, nó tiện lợi cho phụ huynh đưa đón hơn. Còn ở học Bình Sơn thì nó xa quá, em đi làm thì khi về xe đông đúc nó cũng bất tiện hơn ở đây. Trường thì em thấy cũng tốt hơn, nói chung là tốt hơn rất nhiều ở trong Suối Châu mình. Nói chung em mong cho là hoàn thành sớm để cho học sinh nó học tốt hơn. Tiết học đầu tiên ở trường mới ít nhiều bị xáo trộn, nên học trò được cô giáo dặn dò kỹ lưỡng hơn. Trước khi về ngôi trường mới, trường tiểu học Suối Châu đã phải đi học nhờ từ giữa năm 2022. Do trường cũ ở xã Suối Châu cũ đã bị giải tỏa làm sân bay Long Thành, còn trường mới ở khu tái định cư thì bị chậm tiến độ. Dù vậy, mới chỉ có khối phòng học, sân trường và nhà đa năng đã được bàn giao. Khu hiệu bộ vẫn đang thi công, nên nhà đa năng tạm thời là nơi làm việc của cả ban giám hiệu, bộ phận hành chính và nhiều bộ phận khác. Là hiện bây giờ là cái phòng đa năng này là các ban ngành cùng ban giám hiệu vào trong đó để thực hiện như là kế toán, văn thư, thư viện, thiết bị, nhân dân, kể cái bảo vệ và phụ trách là chúng tôi sẽ thực hiện ở trong một cái phòng đa năng. Cũng nhờ các cấp lãnh đạo có thẩm quyền cũng đôn đốc cái bên thi công sớm để hoàn thiện các cái khu hiệu bộ cũng như các phòng chức năng để mà nhà trường hoạt động dạy và học tốt hơn. Vừa hoạt động dạy học, vừa thi công công trình, nên giữa khu đã bàn giao và khu vực đang thi công được rào chắn, tạo các lối đi riêng để đảm bảo an toàn cho học sinh. Nhà thầu thi công cho biết dự kiến trong tháng 11 sẽ bàn giao toàn bộ công trình. Thì cái vấn đề về an toàn lao động và an toàn học sinh thì chúng tôi đã đưa lên hàng đầu và làm các cái biện pháp an toàn như là hàng rào chắn, các cái biển báo, các cái giấy cảnh báo, ví dụ như đổ bê tông thì tranh thủ làm buổi chiều, buổi tối và ban đêm. Và những cái đục đẽo, khoan cắt phá, những cái chính mà gây tiếng ồn thì chúng tôi sẽ không làm vào cái giờ hành chính mà chuyển sang cái giờ ngoài giờ hành chính để làm, để không ảnh hưởng tới học sinh. Dù vẫn còn phải chờ thêm một thời gian nữa để ngôi trường hoàn thiện, nhưng hôm nay có trường mới, lớp mới, cả thầy và trò trường tiểu học Suối Châu đều vui vì đã hết cảnh đi học nhờ bất tiện. Và việc đi lại, đưa đón sẽ thuận tiện hơn bởi trường nằm ngay trong khu tái định cư của sân bay Long Thành.